tarea. Ngại kiểu gì. Không, không được nên em bắt con gái về vừa thả vào lồng xong coi như đánh được nhưng cho sướng không lại mang ra. Đúng. Em đang ở trong chú hương bẫy chim. Vâng, em cũng bảo có một... Thì em mới cho được có hai con thằn lằn ăn thua chết rồi. Mà cũng không ở nhà nữa, đéo biết nó có kêu hay không. À, dạ dối, em cứ trong đấy, bao giờ anh đánh thì ấy bảo em mang xuống. Ờ thì cứ... Cứ bảo thế không, em bảo cứ cầm mãi cho thi giới thì... Dạ dối, ok anh nhá, em đánh đi. Ghê ghê cánh kinh quá nhỉ. Gió quá cơ. Đủ cái lồng cái lồng. Gió quá. Nó xoay cái bước có vào cái cành cây không? Bước xuống gió, mẹ. Mẹ cả chưa?